Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán. Các bạn, hôm nay mình nói về có bao nhiêu số có một chữ số toán lớp 4, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về những cái số có một chữ số là số như thế nào. Ví dụ các bạn, ví dụ như 1 được gọi là số có một chữ số. Thì có hai cách để biết số có một chữ số. Thứ nhất là đếm dần vô 1 điểm, được chưa? Cách thứ nhất là các bạn đếm. Cách thứ hai là các bạn nhìn vào nó có duy nhất một hàng, đó là hàng đơn vị. Ok chưa ạ? Đơn vị. Đó, số có một chữ số là số chỉ có duy nhất một hàng, đó là hàng đơn vị. Ok chưa? Vậy bây giờ mình sẽ liệt kê ra những số có một chữ số gồm 0 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. 10 được không ạ? 10 được không ạ? Không, bởi vì 10 có hai chữ số 1, 2. Nên chỉ có lấy từ 0 đến 9. Thì cách đơn giản nhất là các bạn chỉ cần đếm số lượng chữ số của một chữ số. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là có 10 số có một chữ số. Đó là cách đơn giản nhất, đó là đếm. Cách thứ hai các bạn có thể dùng, đó là dựa vào công thức. Thì công thức này các bạn nào muốn cần hiểu, cần biết thì bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ gỡ cho tất cả các bạn công thức tính nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.